Hello cả nhà, không biết cả nhà mong chờ những yếu tố như thế nào từ một chiếc laptop văn phòng nhỉ? Liệu là cấu hình mạnh, độ mỏng nhẹ, sự bền bỉ, bảo mật hay là kết nối tốc độ cao? Ủa, nhưng tại sao chúng ta lại phải lựa chọn nhỉ? Trong khi chúng ta có thể có tất cả mọi thứ chỉ trong siêu phẩm Latitude 9420 mà mình chuẩn bị review cho mọi người ngay bây giờ đây. Mình là Đan Đan và bên cạnh mình đây chính là siêu phẩm mới nhất đến từ nhà Dell trang bị con chip Intel Core i7 thế hệ 11 mới nhất. Cùng đó là bộ nhớ trong 16GB LPDDR4X. Màn hình chia tỷ lệ 16:10 với đầy đủ cảm biến từ vân tay đến nhận diện khuôn mặt. Đặc biệt nhất, máy có sở hữu hệ thống ngắt camera tự động đầu tiên trên thế giới. Máy được làm từ kim loại nguyên khối, nhẹ cực luôn á mọi người ơi. Mình nhớ đâu đó khoảng tầm 1,2-1,3 cân gì đấy thôi, nhưng mà siêu chắc chắn, không bị flex gì nào luôn. Phần viền máy cũng được cắt kim cương siêu nét, siêu sang chảnh, uy tín luôn nhé. Máy trang bị kết nối gồm cổng HDMI 2.0, 2 Thunderbolt 4 kim luân sạc, jack audio 3.5, một khe thẻ micro SD cùng một cổng USB-A 3.2 phục vụ đầy đủ cho nhu cầu làm việc hiện đại của mọi người nha. Bản lề máy cứng nhưng vẫn mượt và tất nhiên ở phân khúc siêu cao cấp như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể mở được máy bằng một tay như thế này nha. Điểm đầu tiên thu hút mình chính là màn hình với tỷ lệ 16:10, cùng đó là viền siêu mỏng và độ phân giải 1920x1200 pixel kết hợp với touchpad phủ gương, viền cắt kim cương rộng mênh mông luôn. Bàn phím bấm sâu và nảy, layout thoáng, lại còn chống tràn nước nữa. Nút nguồn tích hợp vân tay một chạm cũng rất là nhạy. Nói chung là mình thấy mang lại trải nghiệm người dùng rất là tuyệt vời, cộng một like nha. Bên cạnh đó, Latitude 9420 cũng có giải phủ màu rộng 100% sRGB cùng độ sáng 500 nit, thoải mái làm việc từ văn phòng cho đến chỉnh sửa ảnh, video. Nói chung là không phàn nàn được gì luôn á mọi người. Chưa kể cả nhà hoàn toàn có thể order viên bản có touchscreen nha, nhưng mà mình không mượn được ý, cho nên là không show cho mọi người xem được. Bên cạnh màn hình này đây là cụm camera có hỗ trợ cam hồng ngoại, 4 lỗ micro và cảm biến tùy chỉnh độ sáng cho màn hình. Chất lượng webcam thì cũng bình thường thôi, nhưng mình lại vô cùng ưng ý tính năng Dell Safe Shutter. Chỉ cần mọi người tắt camera thì cửa sổ ở bên trong sẽ tự động che cảm biến lại, cực kỳ an toàn và tiện lợi. Về chất lượng âm thanh thì máy có 4 loa bao gồm 2 ở đáy và 2 ở hai bên bàn phím, cho âm lượng lớn, bass cũng rõ ràng nữa, khá là ấn tượng đó. Cấu hình CPU Intel Core i Pro thế hệ thứ 11 mới nhất kết hợp cùng RAM 16GB và SSD NVMe quả thực là thoải mái cho nhu cầu văn phòng. Tản nhiệt sau khi tìm hiểu thì chỉ có một quạt và hai đường thoát nhiệt nhưng cũng đủ để duy trì TDP 20W cho hiệu năng mạnh mẽ. Đồ họa tích hợp Intel Iris Xe đủ để edit video 4K nhẹ hoặc chơi game online một cách mượt mà. Xin chào các bạn, mình là Quang, chuyên gia giải pháp cá nhân và SMB tại Synnex FPT. Nếu như vậy mà vẫn chưa đủ đãi thì hai ứng dụng đi kèm là Dell Power Manager và Dell Optimizer sẽ giúp việc sử dụng trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn bao giờ hết. Có sẵn tất cả các profile và mọi người chỉ cần click vào theo nhu cầu sử dụng là được. Viên pin tích hợp có dung lượng 60W cho phép mình sử dụng gần 7 tiếng liên tục, khá là thoải mái nếu lỡ có quên sạc ở nhà. Chốt lại thì chiếc Dell Latitude 9420 vẫn là một chiếc laptop văn phòng trong mơ với tất cả các trang bị cùng tính năng đều tối ưu và cao cấp nhất. Trong quá trình sử dụng thì mình vẫn chưa cảm thấy có gì đáng phàn nàn với em nó cả, trừ việc giá của em nó sẽ rơi vào khoảng tầm 70 triệu cho một chiếc xe máy có khả năng đọc báo và lướt web online. Không biết mọi người nghĩ gì về chiếc laptop này nhỉ? Hãy cùng để lại comment cũng như đừng quên like và subscribe cho kênh nha. Chào tạm biệt mọi người.